Xin sư chỉ cách thực tế nhất để an tâm cho người thân trong gia đình. Cụ thể tình huống như sau, người cần ở đây là ba, năm nay 73 tuổi, ngày càng có biểu hiện của tâm bị động, bị loạn. Mặc dù gia đình cũng không quá khó khăn, có truyền thống gia đình trí thức, nội là lương y, ba là giáo viên, có nhiều căn duyên với Phật Pháp, gia đình có nhiều người theo đạo Phật tu tại gia, nhưng có lẽ do thời gian mưu sinh, rồi nỗi lo con cái tuổi tác, dẫn đến tình hình như hiện nay. Bản thân do có tìm hiểu, tiếp cận Phật Pháp từ nhỏ, nên nhận ra ba có dấu hiệu tâm loạn, nhưng không biết cách nào để khuyên giải, dấu hiệu thường thấy, lo lắng, dễ giận, dễ xúc động, kể lể, nôn nóng. Dựa trên các pháp, nhờ sư chỉ cách nào đó thực tế nhất để giúp ba kéo tâm an lại được chút nào hay chút đó. Rất biết ơn sư. Cái sự kiện mà tâm bất an, dễ xúc động rồi hay nôn nóng là cái biểu hiện thường thấy nhất của cái người thiếu giới, thiếu cái sự hộ trì của giới. Tại vì một cái đặc điểm của giới, cái phận sự của giới làm cho tâm nó thoát khỏi sự bất an nôn nóng, nóng nực. Đó đó là cái đặc điểm của giới. Cho nên cái chuyện đầu tiên á, là quý vị xem lại coi là người thân của mình có giữ năm giới hay không. Đây là một cái rất quan trọng. Nếu như mà năm giới mà nó bị đứt lâu lắm rồi đó, thì mình nên tạo điều kiện để cho, nếu mà ba mình còn tỉnh nha, chứ còn mà lỡ mà khờ khờ dại dại rồi thì sư chịu thua thôi. Nhưng mà nếu như còn tỉnh á, thì tạo điều kiện để xin thọ trì quy giới trở lại ha. Và ráng giúp đỡ ba của mình giữ giới. Sư biết nó khó lắm, nhưng mà sư nói quý vị nghe như vậy: khi mà mình, ba của mình mà mình nếu mà biết là bị ung thư, mà ung thư là tới cái kỳ cuối rồi, thì mà thậm chí chưa tới kỳ cuối nữa, sư tin là quý vị có chạy đông chạy tây, chạy lên chạy xuống, chạy bằng trời mà cứu được cha mình, quý vị cũng chạy nữa nha. Ở Hà Nội mà kêu chạy xuống Cà Mau có ông thầy đó, ông chữa ung thư được, quý vị cũng chạy nữa. Mà thậm chí là nếu như mà quý vị ở Sài Gòn mà nghe nói là ở đâu, ở tận ở bên Úc, bên Canada, bên châu Âu mà có ông thầy tự nhiên là ổng, hoặc là một cái đại học nào đó nghiên cứu ra cái cách mới để trị ung thư mà quý vị đăng ký được, là quý vị chạy ra liền. Sư tin như vậy, có điều kiện là đi liền, sư tin như vậy. Mà cái chuyện ba của mình nếu như cái giới nó không tròn, mà mình có tìm được một cái cách nào đó để mình giúp cho ba mình tròn cái giới hay không, mà mình không có được cái trạng thái tâm lý và không có được sự nỗ lực đó, giống như cái kiểu mà bị ung thư mà mình chạy đôn chạy đáo để giúp, thì sư e là mình chưa có thật sự coi trọng cái năng lực của giới đâu. Sư nói thiệt. Tại vì cái chuyện mà bị ung thư, mà nếu như có bị đau đớn gần chết hoặc thậm chí có chết, thì bản thân cái căn bệnh ung thư đó nó không đưa người thân mình đi xuống các khổ cảnh. Nhưng nếu như cái giới của mình mà nó không có sạch á nha, thì sau khi thân hoại mệnh chung là mình cầm chắc cái vé đi xuống chứ không đi lên. Mà cho nên cái chuyện mà mình không giữ được giới nó nặng hơn, nó nghiêm trọng hơn. Nhưng mà đáng tiếc, sự đáng tiếc là chúng sanh thời nay rất ít quan tâm về giới. Và sư nói cái biểu hiện này là biểu hiện thường thấy nhất của cái người giới không có được tròn. Và
Đó là một cái là quý vị cần phải lưu tâm, tức là chữa là chọt trúng chỗ đó. Ngoài ra thì mình còn có thể là có những cái phương pháp gọi là điều hòa để ôn dưỡng, sử dụng cái từ ôn dưỡng ha. Thì quý vị dẫn đi bố thí, dẫn đi làm phước, dẫn đi bố thí. Tại vì nhờ cái phước bố thí nó cũng sẽ ôn dưỡng cái nghiệp của mình nhiều lắm, đỡ ha. Rồi nếu như có khả năng thì dẫn đến chùa làm công quả, nhờ cái phước của Tam Bảo ôn dưỡng. Rồi nếu như mà còn tỉnh, nếu như còn tỉnh thì khuyên nên học giáo lý, kiếm cái vị thầy nào đó, vị sư nào đó mà cái cách nói chuyện phù hợp, ông ba mình ông chịu nghe thì mình mở cho nghe. Nhưng mà đương nhiên là mở phải đúng, ông nói đúng nha, chứ không phải nói tầm bậy mà mình mở lên là mình chết đó nha. Còn cái cuối cùng nữa là nếu như mà ba của mình mà còn tỉnh táo, có thể khuyên được, và cũng gọi là sức khỏe cũng cho phép, thì nên tham dự một cái khóa thiền. Mà đương nhiên đầu óc còn tỉnh táo nha, chứ còn mà nó bất bình thường rồi thì sư không khuyên. Nhưng nếu như mà còn được tỉnh táo thì nên tham gia khóa thiền, bởi vì bản thân cái việc hành thiền nó cũng giúp cho mình rèn lại cái tâm của mình. Thì nhờ như vậy nó sẽ đỡ rất là nhiều. Và không biết về vấn đề này thì Đại Đức Tuệ Tường có cái lời khuyên như thế nào? Dạ, kính thưa đấy, kính thưa quý vị. Thì ở đây cái câu hỏi của vị này á, vị này hỏi rõ, sư muốn nhấn mạnh lần nữa để khi mà là nhiều khi quý vị á mà lại không có đọc rõ cái điểm chính á, câu hỏi này á, quý vị lại nghĩ là sao ông sư Tây Tường trả lời cái cạnh này, lại sư Hành Tuệ lại trả lời một cái cạnh khác là như vậy. Cái vị này hỏi chốt lại là dựa trên các pháp nhờ sư chỉ cách nào đó thực tế để ba kéo tâm. Thì rõ ràng cái vị này đó đã hỏi cụ thể sư Hành Tuệ với sư là dựa trên các pháp, nghĩa là trong khía cạnh Phật pháp. Thì trong cái cạnh Phật pháp Đức Hành Tuệ cũng đã phân tích rõ rồi nha, rõ rồi, cho nên là sư thấy cũng không có bổ sung gì thêm. Riêng bản thân sư á, thì sư cảm nhận ở cái câu hỏi này á, nên sư có một cái lời khuyên thôi, đem cái lời khuyên của sư thôi. Còn tùy theo nghe, tùy theo gia đình mình phải từ bản thân mình đó, người thân mình như thế nào, tình trạng như thế nào, mình phải nhận biết rõ và mình khéo léo, mình gọi là tùy cơ ứng biến, mình đưa ra giải pháp tốt nhất. Đi bản thân sư đó, thì sư có thấy là cái vị này có họ nói là nhưng có lẽ do thời gian mưu sinh nỗi lo càng tuổi tác đã dẫn đến tình hình hiện nay. Nhưng có lẽ có nghĩa là đây là cũng cái cũng có thể là cái phỏng đoán của cái người con này thôi, người con này đối với ba mình thôi. À, theo sư á, khi thì con người mình mà có, nếu mà xét về khía cạnh thế gian nha, sư đang nói khía cạnh thế gian, thì mình có khía cạnh gọi là thân bệnh và tâm bệnh. Tâm bệnh á, ở khía cạnh mà thế gian thì người ta cũng gọi là những cái bệnh về tâm thần đó, hay bệnh về tâm lý đó. Không, bệnh thân thì quá rõ ràng mình không nói ha. Ở đây thì theo sư nghĩ á, là mình có cái võ đoán, nhưng mà cái võ đoán của mình cũng chỉ là võ đoán thôi. Để tốt nhất nha, tốt nhất mà để tôi theo theo sư, cái này tốt nhất theo sư thôi, tốt nhất á, theo sư á, là đầu tiên đó mình nên nên dẫn ba mình, dẫn cha mình đi khám tây y đi, có nghĩa là những cái bệnh viện tây y là hay là đông y cũng được, nhưng mà những bệnh viện phải chính quy thôi, vậy chính quy của nhà nước công nhận đâu đó nha, chứ không phải những bệnh viện mà kiểu lăng băm nha, chứ lăng băm giống như Đức Hành Tuệ nói nhà mình em bà ta cô tám thầy bảy chú chín gì đó, lăng băm mình đi đó không nên, mình đi viện chính quy, mình chẩn đoán. Ví dụ cha mình đây hiện tại giờ đây trên tình hạn trạng đi có những cái dấu hiệu về bệnh về tâm lý, thì mình đi khám về tâm lý, thậm chí không chỉ tâm lý mình cũng phải chẩn đoán những cái bệnh về thân luôn đó, về thân luôn.
Tại vì theo sư biết á, là có những cái bệnh mà đôi khi những về những cái bệnh á, mà về thân mình á, những bệnh mà mình bị về nội tạng á, nó cũng đâm ra con người mình dễ cáu gắt rồi dễ sao nhãng nữa. Nó có những cái dấu hiệu nó có chứ không phải không có, thưa vị, chứ không phải mà là mình nói là chỉ là tâm lý không đâu đó. Cho nên là theo sư tốt nhất mà là mình nên đi khám kỹ về khía cạnh thân của ba mình sức khỏe sao, rồi khía cạnh về bệnh về cái tâm lý á, những cái bệnh tâm lý tâm thần á, coi như thế nào, kết luận thế nào á. Rồi bác sĩ đưa ra cái phương pháp điều trị, khi mà điều trị ổn rồi đó thì giống như Đức Hạnh Tuệ có khuyên rồi đó, rồi mình an trú vô các pháp mà Đức Hạnh Tuệ hướng dẫn đó. Thì đó đó là theo sư là mình nên như vậy không. Còn thí dụ mà mình áp dụng, ví dụ áp dụng không đúng, giống như là bây giờ tình trạng ba mình như vậy mà mình kêu ông là phải hành thiền phải này kia, thì đôi khi có khi nó phải tác dụng lại đôi. Bây giờ mới phải hiểu cái ý sâu xa của Đức Hạnh Tuệ là như vậy. Chứ mình đừng có làm một cách máy móc quá. Cho nên cuối cùng trước khi kết thúc cho câu hỏi này, sư vẫn khuyên là đối với sư thôi nha, tốt nhất là mình nên đi 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 khám những bệnh viện mà có uy tín ở những phố lớn về thân vẫn lệ tâm, về tâm lý, về tâm lý về cha mình nó như thế nào, kết luận với bác sĩ như thế nào rồi đúng không? Nếu mà điều trị một thời gian đỡ rồi đó, rồi mình tiến hành giống như Đức Hạnh Tuệ hướng dẫn các pháp mình an trú đó, an trú vô giới, an trú vô bố thí, ăn chú vô tu tập thiền, thì sư nghĩ nếu mà đúng nha, nếu mà đúng nha thì chắc ngoài cái việc mà thân tâm á, của ba của vị này á, sẽ cải thiện rất là nhiều, mà thậm chí có được sự an lạc ngay trong hiện tại và cái sự an lạc đó ngay trong tương lai luôn, mà cái sự an lạc nó lan tỏa cho người xung quanh luôn. Và cũng xin kết thúc cái phần trả lời câu hỏi này. Chúng ta qua cái